Hưởng ứng chỉ thị của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác tuyên truyền phòng chống virus COVID-19, các trang mạng xã hội Việt Nam đều lập những kênh truyền thông riêng để cập nhật kịp thời tình hình dịch bệnh đến người dân, cũng như là giảm thiểu những thông tin sai lệch xung quanh. Trong vài tuần qua, virus COVID-19 có lẽ là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Internet và các trang mạng xã hội. Việc các trang mạng xã hội tràn ngập những thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh đã khiến nhiều người dân hoang mang. Những bạn trẻ này cũng rất hay nhận được những thông tin không đúng về tình hình bệnh dịch hiện lên trang mạng xã hội của mình. Cái đợt mà bùng nổ dịch ấy, thì mình thường xuyên gặp những cái thông tin fake news. Và lúc đầu tiên thì mình cũng hơi hoang mang vì mình cũng không biết đấy là tin thật hay giả. Và sau khi mình phải tìm hiểu rất nhiều trên những cái tờ báo trang điện tử khác thì mình mới biết đấy là những thông tin giả. Thực ra thì những cái tin fake như thế thì rất là nhiều trên Facebook, nhưng mà mình thì sau khi mà mình nhìn thấy những cái bài viết như thế thì mình thường là mình bỏ qua luôn, tại vì là mình sẽ chỉ tiếp cận thông tin qua những cái tờ báo chính thống hoặc là những trang tin điện tử. Để góp phần đẩy lùi fake news và cập nhật những thông tin chính xác, nhanh chóng và hữu ích giúp cộng đồng cùng vượt qua cơn bão COVID-19, những trang mạng xã hội Việt Nam như Lotus, Mocha hay Zalo đều mở những chiến dịch riêng. Chiến dịch lá chắn virus corona của mạng xã hội Lotus chia sẻ những thông tin, kiến thức tư vấn được cung cấp bởi 6 bác sĩ tư vấn trực tiếp và hơn 10 bác sĩ chia sẻ thông tin bệnh dịch qua các bài viết. Chiến dịch bao gồm các hoạt động chính tại trang lá chắn virus corona, group mở dịch corona bình tĩnh sống trên mạng xã hội Lotus và cổng thông tin http://lotus.vn lá chắn virus corona. Trang lá chắn virus corona sẽ được chia thành những thư mục khác nhau để độc giả có thể dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn những thông tin thực sự hữu ích với bản thân. Mình mở một chiến dịch gọi là chiến dịch lá chắn corona, lá chắn virus corona ở trên mạng Lotus. Mình dựa trên cái việc là sử dụng tư vấn của các bác sĩ, các chuyên gia y tế, y khoa, cộng với cả những người mà có cái kinh nghiệm trong việc sàng lọc thông tin chính thống và chuẩn chỉ nguồn những chỉ, thì tổ hợp lại để đưa thông tin như vậy đến độc giả. Hiện nay chúng tôi làm thêm một cái bộ trách nhiệm, cái hiểu biết và kỹ năng mình trong phòng chống corona. Bây giờ là 11 câu nhưng mà sẽ lên thành 15 bộ câu hỏi, gồm khoảng hơn 200 câu hỏi. Còn với Mocha, trên ứng dụng của mạng xã hội này đã tạo một tài khoản riêng có tên phòng chống dịch corona. Tại đây, các thông tin liên quan như số lượng ca nhiễm, các khuyến cáo từ Bộ Y tế, cũng như các phương pháp phòng chống dịch đều đã được truyền tải tới 100% người dùng. Bên cạnh đó, tiện ích trên ứng dụng Mocha là Mocha IQ cũng thực hiện chương trình mỗi ngày một chủ đề về đại dịch corona nhằm phổ cập các kiến thức đến tất cả người dùng. Hiện tại là hàng ngày Mocha cũng có push đến người dùng những cái thông tin chính thống về dịch corona và hướng dẫn phòng chống. Trong tuần vừa rồi, ngày 6 tháng 2 thì Mocha cũng có live stream và mời các chuyên gia như là bác sĩ Lâm ở Bệnh viện Dinh dưỡng và bác sĩ Thái ở Bệnh viện Bạch Mai để chia sẻ về các thông tin liên quan đến virus corona và hướng dẫn cách phòng tránh. Việc những trang mạng xã hội Việt Nam chung tay cùng đồng hành với các cơ quan bộ ngành trong việc truyền thông sẽ góp phần lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến mỗi người dân trong việc đẩy lùi cơn bão virus COVID-19.